Rồi, chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Nay Úc Thu làm món gì? Nay làm cá thu sắp cạp, được một con cá thu nữa. Đây là cá thu nước ngọt bạn. Cá thu này rất là trắng. Cái thịt nó trắng như cá ba sa á. Cái này mình với thằng Đạt thả lưới dính á. Con này thì nhỏ hơn con lúc trước một chút. Coi chừng cái tai á, cái răng nó bén như cái lưỡi lam vậy đó. Con này khoảng 700 gram. Con trước thì tầm 800 gram. Bữa nay nghe mẹ nói cá thì chiên sốt cà ăn ngon lắm, cho nên mình sẽ làm thử chiên sốt cà nữa, làm món đó luôn. Con cá thu nước ngọt mà ăn ngon hơn cá thu nước biển rất là nhiều luôn á. Vậy Thịt nó ngọt với lại nó không còn cái mùi biển á. Hả? mình chơi à. Trời ơi, chịu đời nổi không? Cá thu nước ngọt thì mình dễ phân biệt hơn. Bạn nhìn cái mỏ này là ngắn nè. Cái thứ hai nữa là nó trắng hơn con cá thu nước mặn. Cái thứ ba nữa là nhìn cái sống lưng đó bạn. Nó có độ tròn hơn là cá thu biển. Với lại nó có cái lăn răng kiểu xanh xanh đó. Nó trắng hơn. Nhìn cá thu rất đẹp ha. Thịt ăn ngon cực kỳ luôn. Quá đẹp luôn, Hôm bữa nhà mình làm nướng với bạc nó ăn ngon quá trời ăn ngon. hết trơn luôn, Ăn không còn luôn gì ăn luôn. mà hồi cái nghĩa ra nó ăn xong chừa con. Cá này chỉ có xương nạng chính giữa thôi bạn, chứ nó không có xương nạng. Mà ăn phải không sợ bị mất xương luôn. Cái răng nó bén dữ lắm, coi chừng cái răng đó đó. Cái răng nó bén lắm, mấy cái lưới mà cướp bạn là nó cắn đứt chân luôn á. Bởi vì muốn bắt nó là phải dùng lưới chỉ. Còn cá này mà xách cà nữa thôi. Thứ gì chịu nổi. Hết nồi cơm là cái chắc. Bữa nay trời mưa quá trời mưa luôn, mua từ sáng tới giờ mình đi về ướt nhem luôn. Cây quay bữa nay nó bị hết pin rồi, không biết mới cầm tay quay luôn, cái rung lắc các bạn thông cảm nha. Ăn giò vàng nhiều quá nó sẽ bị rung. Trời, hồi xưa người ai cũng nói vậy không biết thật không. Cá thu này như còn làm cái món gì rất là ngon nữa nè, kho với khóm hay là gì, chiên xong rồi kho với khóm. Nếu cái đó nếu kho là anh chỉ chiên cái loại cá này, anh chỉ chiên áp chảo thôi à, loại mới kho à. Anh nghe nói vậy. Với lại hồi đó mình đi ghe với ba mình á, lúc nghỉ học à, thường ăn cá ngừ lắm, kho khóm cũng ngon đó. Mà bây giờ ở chỗ mình còn bán cá ngừ không? Cá ngừ cá biển mà. Con cá này nó chắc mình nghĩ là nó xuất xứ từ ngoài biển mà. Tại vì nó trong nước ngọt của mình sông Tiền á là nước ngọt hoàn toàn nha. Chứ không có kiểu mình nước lợ. Mà nó chỉ xuất hiện có 3 tháng à. Mà nó có xong là lúc nó còn bằng cái đầu đũa. Con cá tầm này là nó tháng thứ hai rồi nè. Vậy Con còn cá bự nhất thì là khoảng 1,5 kg, 2 kg là bự nhất á. Là tháng cuối á, rồi trong sau đó tự nhiên là biến dạng mất tích luôn à. Úc Thu màng cá thu sốc thiệt, xử đẹp nó liền. sự đẹp nó liền. Hôm nay đi giúp lão mới mua hay vậy? 15.000 đôi. Đâu Đô, ghê chưa, ghê chưa? dép kim để trong nhà Mới nhìn nó dép thấy là lạ ngay. lâu rồi ông ơi. Ngồi rồi ơi, giờ này mới đem ra xài đó hả? Cá dễ quá mà cạo cạo sơ sơ đó. Với lại con cá này cái ruột ít xịu bạn, mà thường mình thấy cũng hơi lạ lạ nha. Con cá mà ruột ít á là nó lên mặt nước là nó dạng như nó dễ chết lắm, mà nhưng khi nó nhiều lần nhiều con á cũng đâm vô lưới rồi nó chết luôn à, chưa kéo lên bờ nó chết. Nhưng khi bữa đó mình với Đạt cũng thả lưới dính con đầu tiên đó, cái giắt lưới đó mới có 5 phút à, rồi bắt đầu mình cuốn lên rồi đó,
Thì tính thời gian mà lúc mình bắt đầu cuốn lưới tới dính con cá thì đại khái khoảng 10 phút gì. Nhưng mà kéo lên con cá chết queo luôn. Công nhận cá này nó chết nhanh thiệt. Nhanh hơn là cá sủ nữa. Cái này là nước sông rồi ba mình không bơm vô cái hồ đó rồi lóng phèn xài, bởi vì xài nước cũng hơi thoải mái chứ nước cây mình xài cái này cũng hơi mệt lắm. Mà nói gì nói chứ ở dưới quê mà các bạn cũng biết rồi đó, thì đâu được đầy đủ như ở thành thị hay là ở nước ngoài. Mới xài kiểu mình tận dụng được cái nào hay cái đó, chứ ở dưới quê đồ có sẵn mà, nước sông có sẵn, rau gác cây cối thì vừa trồng vừa chụm lửa củi luôn. Giờ cũng gần tối rồi, khoảng 5 giờ mấy, ngày mưa nó nhìn tối thui, trời mưa này ăn cơm ngon lắm. Lụm gầy đồ gãy ghẻ quá trời luôn, hình như là anh nghe nói có bí đao mắc thì phải. Bí đao mùi bữa em mua vô ta mấy ngàn ký á. Bởi vì anh nhớ, nhưng mà dưa leo đồ nè, rồi củ cải trắng đồ nè, cái ghê à. Trời mưa này phải vườn mình không có nhái bạn, không còn như hồi đó chứ, mình không có nhái là bắt đầu mình đi xoay nhái xong mình về nấu cháo nhái. Hay lắm mà trời, hồi đó mình thường đi xoay nhái nấu cháo ăn lắm, bây giờ chỗ mình nhái cơm rồi ếch cũng hết luôn. Hồi đó xung quanh đây là ruộng không, bởi vì ếch nhái nhiều. Nhớ thời Úc Thu mà vừa ra đời ngoan ngoan là chỗ này nè, là nguyên cái mương bự lắm, xíu bên kia xíu là ruộng, hồi đó xung quanh đây toàn là ruộng không luôn. Cái xuồng mình đậu thường đang chỗ này nè, chân cái lu đó, đó. Rồi mỗi lần nó mùa nước nổi bạn, mình bơi xuồng qua bên kia xíu là ruộng rồi đó, lại đi giăng lưới đâm ếch tùm lum hết. Nói qua nói lại vậy thôi chứ Úc Thu làm biết. Bởi vì mình khổ lắm đâu ai biết, ai cũng nghĩ là binh vực Úc Thu không. Mấy ổi này chắc vài ngày nữa là ba mình với mẹ mình cắt bán được rồi. Đi quê bạn thấy trời mưa xong thấy nó không khí nó kiểu như nó yên tĩnh mà nó hơi buồn buồn sao ha. Thấy không khí giống kiểu như buồn thối ruột. Dao bén dữ ha, mới mài gì mà nghe gột gột sắc ngọt lành vậy. Mẹ mới mài sắc hàng chi thấy ngọt xớt. Bữa tao với Đạt đi giăng lưới vậy, giăng hai lần không dính cá thu. Nói chắc như lần sau kêu Út Thu đi theo mới dính quá. Dính thiệt trời. Trời. Lần thứ ba đi mà. Vừa. Em ám ảnh dữ quá luôn mà. Coi có con cá thu đực nào xấu số đầm lưới à. Cái thu nào mà dính lưới có thu theo là có đó, cá thu đực chứ không phải cá thu cái à. Bếp lên chiên. Cái thu dài hơn cái dễ hột xoài luôn. Rồi chiên nguyên con. Đây là mấy cái lập ếch mình nè. Giờ mới gớt mưa xuống này chắc vài bữa nữa coi rảnh rảnh không. Thấy còn mưa nữa là bắt đầu mình đi đặt lập ếch rồi, quay vài clip quay về đặt lập ếch. Mà đặt lập ếch mình phải đi lên tuốt trong kia là xa lắm. Trong đó có ruộng thì mới có.
cái phía khu trong ruộng mình á, chứ còn chỗ mình thì thôi thua. Nghe tụi nói sóc hàng. Nhóm lửa bằng bó lá dừa với cái đèn huyền thoại. Cái đèn đó là lúc bút thu chưa ngoa ngoa nữa các bạn. Lúc nhà mình còn ở nhà sàn ở dưới mấy sông. Hồi đó mình thường đi lấy mấy cái đóng mấy cái hộp á, mình bỏ cái đèn dầu này vô nè, mình đi soi nhái. Hồi đó nhái nó dạng dữ lắm, chụp bằng tay không à. Còn bây giờ nhát quá, người ta chế cây dài dài đó, bằng cái hôm ấy ngược lên đó, chụp. Út Thu này quay clip bạn ít khi nào nói chuyện lắm, gặp cái camera là sợ hay sao mà chữ lộn thôi đi, đố ai chữ lại. Cho em tập trung lại. Hả? Em chặt làm đôi cũng được, chặt làm đôi cũng dễ ăn. Mình nếu mà để con cá gì thì nhìn nó đẹp hơn, hay lấy cái chảo bự của mẹ nè. Ờ cũng được, tại chứ để vô cái chảo không vừa. Lâu quá mới gặp lại cái chảo này nha. Chảo này siêu chống dính gì cũng thu mua á, về mẹ ba chữ quá trời. Mình ở nhà có chảo nhóc trơn rồi sao không xài, lại đi mua tốn tiền. Nhà mình mấy cái chảo hồi xưa nhiều lắm rồi. Đó. Chảo nhôm có, chảo gang cũng có. Ở trên kia cũng mấy cái nữa, nhà trên đó. Nồi gang không mà các bạn thấy giờ ở dưới quê cũng chỉ còn số ít nhà mới có cái nồi này thôi nha. Toàn nồi gang không à. Chủ hồi xưa á. Mấy chảo này mẹ mình thường chiên bánh xèo lắm. Dầu whisky hả? Hay dầu hiệu gì? Gặp tiếng Anh thứ dữ hơn mình nữa. Ừ, tiếng Anh thứ dữ. Học tới cẳng cà đao mà tiếng Anh mà đang ngẫm ngẫm nghĩ là đó là chữ gì. Để đọc ra liền nè. Chimli, thấy không? Trời ơi, đọc sơ thì nhìn thấy rồi chứ nó. Chữ X sợ chữ H đó, chữ L I H gì đó. Bạn thấy mình đọc tiếng Anh là bạn thấy nhức đầu chưa? Tiếng Anh kêu vậy đó, mất hồn ghê. Hết hồn. Hồi đó mình học như tới lớp 6 hay gì á, mới có phổ cập tiếng Anh. Mà mình học tới hết lớp 9 là mình nghỉ rồi mà. Hồi đó học tới lớp 6, em cũng vậy mà lớp 6 mới có tiếng Anh. Ừ. Hồi đó mà mỗi lần mà học tới môn chính tả là thôi. Hồi xưa thì mấy bạn cũng biết rồi đó, đi viết chữ thì là cho viết mực xanh chứ không cho viết mực đỏ. Mà mình là viết chính tả, thi môn chính tả bạn thấy không, là cái tờ giấy của mình là thành màu đỏ chứ không phải màu xanh. Tại thường thường mà viết sai lỗi chính tả bạn, mà sai lỗi một tạ chính tả thôi, một lỗi thôi là trừ một điểm. Mà các bạn nghĩ thì cái tờ giấy của mình ghi chính tả là nó đỏ ngầu hết trơn luôn, thành màu đỏ thì các bạn nghĩ thế nào? Cô phanh đầy luôn. Thì hồi đó thì thường phanh xong chẳng hạn như chỉ đó chữ C mà mình viết chữ T thì viết cô sửa lại chữ C. Năm giờ đó. Chuông lo phát thanh lên. Trễ rồi, bữa nào cũng ăn cơm trễ. Bữa nay chị mới 5 giờ ta, thấy trời mưa cũng tưởng đâu tối vậy chứ. Dậu nó chưa cái. Mẹ mình phụ Út Thu tranh thủ ăn cơm. Trời mưa này đó bụng sớm lắm. Cà này mình phải bầm ra đúng không ạ? Mẹ mình mà nói chuyện còn siêu nhỏ hơn Út Thu nữa. Mẹ con người ta mà
Trời ơi, đứng kế bên mà mình không nghe đâu, mà các bạn quay phim sao, các bạn xem thì sao, bạn nghe nói. Úp Thu đã nhỏ rồi, mẹ mình có nói chuyện còn nhỏ hơn nữa. Đi ra hái cà lách nè. Giờ trời mưa nữa, còn đi ra đây hái xà lách. Để hồi mình ăn với cá bạn. Xà lách này Thu gieo ít mà ăn không hết nổi, quá trời. Bên kia ra muống nữa kìa. Mướp này đâu hai trái cũng bị già nó chuẩn bị ăn nữa thôi. Ngon nó già, trong kia ba bốn trái già. Ủa ở đây nữa nè bạn, quá trời luôn. Đó trên đó mướp trái nhỏ nhỏ nhóc trơn, gà bông. Ở dưới quê này các bạn thấy không? Đợt cái là gao gác sẵn, tiện lợi lắm rồi. Nhiều đó ăn đủ rồi. Buồn như già mấy ngày trước à. Mẹ mình đã đốn vô treo ở trên này, ở dưới rồi cho hàng xóm nữa, quá trời luôn. Chú già chỗ nhà mình á, lúc mà chín là thôi ăn không kịp đó. Buồn này vừa chín là ngày hai ngày sau buồn kia thấy chín nữa rồi. Trồng quá trời. Hồi đó mẹ mình bà thường trồng chú ngự lắm. Chắc nghi chú ngự các bạn biết bạn không, chú ngự mà mình để chín mà rồi mình nấu á, ồ ăn ngon lắm. Ăn sống chấm cá kho rất là ngon, mình chín á ăn ngon hơn. Chín xong đầu vô mình nấu. Chú ngự nó giống na ná chú hột mà điều nó không có hột nha. Ờ đúng rồi, thường ăn vô lẩu dê rồi này nọ. Gà tre này của ai đây, hai bà con nè. Gà này của mẹ mình hay là của anh Khang có không biết luôn. Giờ dưới sông nước lớn, nghe xuồng chạy là biết. Giờ cái sông nhà mình mà cũng xuồng chạy ít á. Chứ hồi đó là thôi, lúc chưa có đường xá nhiều á là ghe xuồng tấp nập luôn. Tại cái hướng chính đi ra chợ cái tàu mà, chứ đi đường tắt Vĩnh Long Cần Thơ á. Ồ, nhìn hấp dẫn thiệt. Ủa đó. Nhớ có lần mà cũng lâu rồi bạn, lúc chưa quay clip á, mình đi thăm bãi rắn vậy á, mà lúc đó mình thăm bãi rắn là mình đặt trước đó luôn á, mà mình cũng chưa có quay phim nữa, chưa có làm YouTube, chưa đi về gặp Úc Thu muốn xỉu luôn. Nó chiên cá nè các bạn coi, nó bịch, mang bịch khẩu trang, mang mắt kiến đen, mang áo tay dài. Hồi lúc trước gặp nè nó không có, lúc nó chiên cá muối gì đó nó nổ văng tùm lum hết. Nó nói chứ mình chiên này nguy hiểm lắm mà. Ui, hấp dẫn chưa. Nhà đói bụng quá rồi. Ba mình không đang ngồi trước rồi. Ngồi chờ. Từ từ, có bữa thì ba mình ông ăn trước chén luôn, có bữa thì quất cho mì trước, đợi lâu quá rồi. Ông nói từ lúc hai anh em mày làm YouTube tới giờ tao đói hoài luôn, chứ tao đau bao tử.
nhớ hồi đó mẹ thường mua cá biển như vậy mà, về mẹ xốp cà nè, lúc mình làm lúa đó thường lắm. Như kiểu như thịt heo mà kho tàu hũ với bún cải trắng à. Mà hồi đó làm cái món đó là tiền không bạn, tại đâu có ai dám ăn đâu, hàng ngày á chỉ có đi làm ruộng á, rồi nhờ người ta cắt lúa đồ này nọ mới dám mặn thôi. Cái hồi đó cuộc sống nó khó khăn lắm bạn, món mà thịt heo mà kho tàu hũ với củ cải trắng là có đám tiệc đồ này nọ thì mới có. Bạn nghe mẹ mình nói gì vậy? Thủ thủy hai mẹ con mình kế bên chưa được nửa mét mà mình không nghe nói gì luôn. Mẹ nói mệt, mệt quá. Nói chung nhà mình là vô tính lắm rồi, từ trong này trong nọ. Về đó bạn mới nghe Phương nói gì không, móc họng mình đó. Nó thế nào kia mình thì đi đúc củi vô thì nói đi, đứng chờ thời hả đó bạn nghe. Bởi vậy các bạn, bởi vậy các bạn có thấy nó nghĩ là Úc Thu hiền đâu không à, mình tối ngang hiếp Úc Thu. Ở cuộc sống không công bằng hết, buộc dễ sợ. Cá chín rồi, chuẩn bị ăn thôi. Mình có thịt cá hấp dẫn rồi. Trời ơi, khi anh hai mày ra tay thì lửa phải cháy cỡ vậy thôi chứ sao. Cháy gì qua đâu được, khét tỏi vậy mà sao. Này củi là mình mới chụm đó các bạn, bởi khi mà tớp mới quay là mình làm dữ lắm đó, chứ không phải không làm đâu. Ức Thu cười cái điệu cười mỉa mai. Mẹ mình kinh nguyên bó củi vậy. Không biết gì hết à. Bỏ tỏi vô phi. Còn ít để làm mắm. Bế Hoàng, cái cửa sau đóng là Bế Hoàng rồi đó. Thôi, tỏi mà để vô phi nó thơm, nứt lỗ mũi luôn. Cái cấu tạo nguyên chất của cái củ tỏi này nó cũng lạ ha,
còn sống nó rất là tanh luôn, thôi mà nóng lên chín rồi nó thơm. Bởi vì ngẫm nghĩ ông bà ta hồi xưa nữa phát hiện ra cái củ tỏi này cũng hay thiệt. Không, bây giờ thì mình thấy nó đơn giản, thấy dễ phải không? Nhưng mà nghĩ là hồi xưa kìa, lúc mà chưa ai phát hiện ra. Đâu vậy? Là chậm lửa lớp nè. Cho cả của em nó nhừ. Biết chưa? Được, ghê chưa? Công dụng chế nước để làm gì thôi? Lấy cho cà nó nhừ một tí thôi. Cứ một nước cà không á, nó cà nó không có nhừ lắm. Đó mình tự nấu là không bao giờ mình chế nước bạn. Vì là để vô xì. Bởi kinh bởi vì kinh nghiệm của mình thứ dữ vậy, nấu ăn là cả nhà không ai dám ăn hết, ăn cơm không à. Sốt này em phải làm cho cà hơi nhừ nhừ tí ăn mới ngon, để tí đường đi. Thêm ít nước mắm hình con cá. Nước mắm này hình như chỉ có cá cơm mới ngon. Hồi đó mình dăng cá linh là thôi mẹ nó ủ mấy hũ nước mắm luôn. Con pha rồi đó mẹ nếm. Cái lại tí mà con cái để ớt chứ chứ tỏi, tỏi con bầm sẵn rồi đó. Để được sạch hết đó mẹ. Thì mẹ làm cho con đi hồi con mất cái miếng nhỏ mà. Sao 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 sao. Trúng hay thắt? Được rồi. Ba ngồi chờ. Bạn nhìn thấy cái xớ thịt con cá hấp dẫn ha. Món này hết nồi cơm là cách chắc. Chạy nước miếng thiệt chứ. Gặp đang đói bụng kiểu này nữa thứ gì chịu nổi. Giờ cơm tới rồi, giờ cơm tới rồi. Nhanh gọn lẹ. Đây chén nước mắm mẹ mình mới làm xong. Cái hồi chấm với cá, khỏi chê. Ừ. Để em gắp thử là được không nha. Làm gì? Gắp. Em phải lấy đồ đũa nữa mới gắp được. Cho nó nằm xích lên. Lấy cà chê lại. Lấy cà chê lại. Nghe là đậu tu. Lắp lại. À. Cái này gọi là treo đồ dê bán thịt chó này. Không thấy chứ. Tại vì cái chảo nhỏ quá. Cô bà gắp cá rồi chịu đời nói. Ok ok. Sao phải gọi là ok. Ok vậy? Ok chứ không phải là ok.
Úc Thu hả bạn thấy không? Úc Thu phát âm tiếng Anh thua mình xa. Tiếng Anh chuẩn quá mà. Ừ, trang trí ớt này kìa, rướm. Không thấy ớt luôn. Nó tẹp màu với cà chua rồi. Cái gì nãy em lấy cà chua. Vậy là xong đó bạn. Giờ dọn lên ăn cơm thôi. Nhìn hấp dẫn nha. Ủa, các bạn thấy thịt nó hấp dẫn chưa? Trắng bốc à. Thôi bài nghi ngút nè. Cá này không có xương nạng nha bạn. Xương giữa thôi, cái xương sống à. Ủa, nhìn miếng thịt kìa. Trắng phao à. Mời cả nhà ăn cơm cùng gia đình mình nha. Mình cũng xin kết thúc clip đây. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha.